Chồng ơi chồng, em giặt xong thao đồ trong máy rồi đó. Chồng mở ra rồi rồi chồng đem phơi giùm em đi nha. Trời đất ơi. Ủa cái gì mà la dữ vậy cái ta? Cái kiểu này là muối quần muối áo chứ giặt cái gì? Ủa là sao vậy? Chết rồi. Chồng ơi. Thiệt là khổ vậy. Em ta nói vợ khéo vợ người ta. Vợ tôi đoản tính, kêu ca với trời. Em xin lỗi. Hôm qua em đi làm về cái em lu bu cơm nước cái em mệt quá. Em quăng đồ vô mà em tưởng đâu là em bấm nút rồi. Ai ngờ. Xin lỗi xin phải gì? Dạ thôi để chút nữa vô em giặt lại. Hôm nay có tính đãi chồng ăn gì không? Có thì giờ em bù lại em làm bữa cơm hoành tráng luôn. Nãy giờ nấu quá trời nấu luôn. Thiệt không? Thiệt. Đâu để coi vợ nấu gì nghe. Cơm canh đồ nè thấy chưa? Wow! À, giật mình. Trời ơi. Vợ nấu gì vậy vợ? Trứng chiên đó. Trời đất ơi. Cái này kêu bằng trứng trời đánh cho trứng chiên gì? Nó đen như cục than ha. Em sợ nó sống ăn không có tốt nên em chiên cho nó phải thiệt là chín. Tắt lửa, quên. Xin lỗi mà khổ ghê vậy đó. Anh nói thiệt với vợ, anh thuộc cái lời xin vợ lỗi của vợ thuộc luôn vậy đó. Mà thậm chí là vợ chỉ cần nhìn anh thôi, sau khi vợ gây ra một cái điều gì đó trái phép là anh biết vợ hát cái bài này liền. Dạ. Thôi giờ lỡ rồi, giờ mình đi ăn ngoài. Dạ vậy thôi đi ăn nha. Giờ còn mấy cái này để em thanh toán hả? Vậy anh hỏi vợ nè. Dạ. Bữa hôm anh nhờ vợ mua cho anh mấy đôi vớ, vợ mua chưa? Trời ơi, nhắc tới nhớ, nhớ rồi, em mua rồi. Mà chồng dặn em mua có một đôi đúng không? Đằng này em mua cho chồng tiếp 3 đôi luôn. Giỏi. Dạ. Tại vì chồng biết làm sao không? Em đi ra ngoài chợ, cái thấy nó đổ đống, khuyến mãi á, 10.000 3 đôi. Đã chưa, kỳ này chồng tháo hồ thay đổi mỗi ngày một đôi đi làm ha. Để lúc mà mua về cái em có ghé ngang nhà chị Năm nói chuyện chút xíu. Dạ hình như em để quên 3 đôi vớ bệnh. Chồng nói thiệt nha. Biết đâu có ngày em không còn nhận ra anh. No, nhận ra hết. Vì em đoán tính nên quên luôn cả chồng. Không giờ quên chồng hết á. Em xin hứa là bắt đầu từ hôm nay em sẽ mua một cuốn sổ tay và một cây bút bi. Em sẽ ghi vô mỗi ngày số 1 là em cái gì, số 2, số 3, số 4. Em phải dặn đồng hồ báo thức. Nói chung là em sẽ cải cách lại con người của em và trí nhớ của em. Em sẽ là một cô tấm ngoan hiền chồng nha. Vợ nói vợ mua sổ với cây viết về vợ ghi đúng không? Vợ hứa là cuốn sổ với cây viết để trong một chỗ nghe. Chứ nhiều khi lấy ra được cuốn sổ mà không biết cây viết nó nằm ở đâu. Mà cũng nhiều khi mà có cái viết mà không biết cái cuốn sổ nó ở phương trời nào. Thiệt à, cái này chồng nói thiệt nghe không? Dạ. Chồng chưa bao giờ dám một lần nào đó, một phút giây nào đó ước mơ vợ trở thành cô tắm, cô tiên gì hết trơn hết trọi á. Chồng á, chồng mong vợ á là cái hãy làm cái gì thì nó được cái gì. Dạ. Đừng làm gì ra cái đó nha, là nó cũng khác rồi đó. Thấy không? Cứ hãy làm đằng trước thì đừng bao giờ nó hư ở đằng sau. Dạ. Vậy là phước đức một đời của chồng rồi đó vợ. Dạ em hứa từ đây về sau em sẽ sửa đổi, tập trung lại, không có để mà quên trước quên sau nữa. Làm cái gì cho nó đáng cái đó. À thôi vậy bây giờ vợ chồng mình đi ăn nha, để đói bụng. Hứa với tôi ở nhà.